Đến gần 21 giờ đêm 19 tháng 2 năm 2016, tức là sau hơn 2 tiếng hoành hành, thì vụ cháy trên đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang mới được dập tắt hoàn toàn. Ba kho chứa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15, đám cháy xuất phát từ kho hàng số 296 Quang Trung do ông Tô Thanh Tiến làm chủ, nơi một nhóm thợ đang hàn điện. Sau đó, ngọn lửa lan sang khu vực có nhiều thùng xốp chứa mực đông lạnh, khô mực và bùng phát dữ dội. Lực lượng tại chỗ ra sức dập lửa nhưng không thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 8 xe chuyên dụng tới hiện trường. Hàng trăm cảnh sát chữa cháy, cảnh sát trật tự, giao thông, cơ động, y bác sĩ đã được huy động. Toàn bộ tuyến đường Quang Trung đã được phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy. Ông Lê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá cho biết, do đường Quang Trung hẹp, vụ cháy xảy ra đúng vào giờ tan tầm. Người đi đường dừng xe xem, khiến xe chữa cháy mất khá nhiều thời gian mới tới được hiện trường. Đã vậy, trụ nước cứu hỏa gần đó không có nước, nên các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải khiêng máy bơm xuống các ao mương gần đó mới lấy được nước chữa cháy. Do phía sau kho 296 nối liền sang nhà kho ở số 290 như hình chữ U, nên đám cháy lan luôn sang nhà kho này và uy hiếp một ngôi biệt thự của người dân vừa xây ở số 292 Quang Trung. Một người phụ nữ trong ngôi nhà này trong lúc cố gắng di dời tài sản ra ngoài đã bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy.